Một anh chàng lái xe gom xác cho nhà hoàng, chở một xác chết chạy trên Carpoolen dành cho hai người trở lên. Khi cảnh sát chặn lại, chỉ warning: theo luật con người thì phải thở, xác không thở cho nên không thể tính. Vụ việc xảy ra vào ngày thứ hai 1 tháng 7 2019 trên freeway 15 thuộc thành phố Las Vegas. Vì chở xác chết nên anh này chỉ bị cảnh cáo, không bị biên giấy phạt. MAGA 2020, baby! Thank you for watching! Một cánh tay đưa lên, hàng ngàn cánh tay đưa lên, hàng vạn cánh tay đưa lên, quyết đấu tranh cho một nền hòa bình công chính, đập phá tan mèo con, đầu hàng cái quân xâm lăng, hòa bình tay trong vinh quang. God bless you. God bless America. Very much appreciated. Thank you all very much. God bless you and God bless America. Thank you very much. Thank you.